chào các bạn thính giả thân mến. Tôi xin giới thiệu với các bạn băng giảng cấm phòng cho Đức Thánh Cha và Giáo Triệu. Trong này gồm có 22 bài giảng trong tuần tĩnh tâm, và thêm vào đó có một bức thư của Đức Thánh Cha gửi cho tôi và những lời phát biểu của Đức Thánh Cha cuối tuần tĩnh tâm. Chúng tôi muốn có cái bản này được ấn hành kịp thời lúc tôi đi công tác ở Los Angeles. Nhưng vì thời gian quá hạn hẹp nên không thể có một bản dịch từ tiếng Ý là bản gốc tôi đã giảng ra tiếng Việt cho nó trọn lành được. Xin các bạn thông cảm. Nhưng những người đã có công nhiều là Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh và Linh Mục Du Xe Hoàng Minh Thắng ở Đài Vatican và Đài Veritas là những người đã nhiều công phu dịch ra tất cả các bài suy niệm này. Tôi xin ghi ơn hai cha đã cộng tác với tôi trong việc đó. Tôi chắc chắn những lời suy niệm này mọi người có thể được ích, không những cho những người tu trì, các linh mục, tu sĩ mà tất cả giáo dân, bởi vì tôi đã được những tiếng vang của các độc giả, nhất là ở đất Italia này, nói rằng họ đã đọc, những giáo dân đều đã sử dụng những bài ấy để tĩnh tâm. Và vì vậy, tôi muốn gửi đến tận tay của các bạn để những khi nào các bạn thính giả cần đi tĩnh tâm một mình hay tĩnh tâm chung với nhau, hoặc là những lúc thanh vắng đi dọc đường trên xe, có thể suy cùng suy niệm và nghĩ rằng những lời suy niệm này Đức Thánh Cha và Giáo Triều đã từng cầu nguyện, và chúng ta hiệp ý cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha và xin Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn chúng ta trong năm thánh và tiếp tục sau năm thánh để lễ hiện xuống mới được thể hiện trong tất cả tâm hồn tín hữu, làm cho bộ mặt trái đất này nên mới mẻ, thân yêu và hạnh phúc hơn. Bạn thân mến, cách đây mấy hôm, Đức Cha Marquis là một vị tổng giám mục. Nguyên trước đây, Ngài là bí thư
của Đức Thánh Cha Phaolô VI. Ngài là một mục tử rất tốt lành và có nhiều tài xây dựng tổ chức viết lách. Đức Cha Maki đã gọi điện thoại cho tôi. Ngài nói rằng tôi vừa đọc quyển sách mới xuất bản về các bài giảng cho Đức Thánh Cha và giáo triều của Đức Cha. Tôi đã dùng một vài bài và tôi sẽ dùng để giảng cho người ta, giảng cả cấm phòng nữa. Nhưng tôi có kinh nghiệm rằng nghe đọc sách ấy, giảng về sách ấy chưa đủ ảnh hưởng trên thính giả. Cần phải cho thính giả nghe chính giọng nói của tác giả đã viết ra. Và Ngài còn nói, tôi đã gọi về Đài Vatican để xin họ bản ghi âm của họ lúc Đức Cha giảng, nhưng họ nói sau khi đã sử dụng rồi thì họ xóa rồi, và họ chỉ cho tôi hỏi Đức Cha. Vậy xin Đức Cha cho tôi mượn mấy bài giảng đó để thính giả được vừa nghe lời tôi giảng và được vừa nghe tiếng của Đức Cha nói, có ích cho họ nhiều hơn. Nghe lời Đức Cha Maki, một vị có nhiều kinh nghiệm, nói như vậy, thì tôi suy nghĩ ra rằng nên bỏ một ít thời giờ, chịu khó ghi âm lại, để khi các bạn vừa đọc và các bạn không đọc nữa, các bạn vừa nghe những lời đã giảng trước mặt Đức Thánh Cha và giáo triều, có thể có ích thiêng liêng cho các bạn nhiều hơn. Trước sau các bài giảng đó thì tôi có ý lồng vào một ít bản nhạc có khi Việt Nam, mà nhất là nhạc bình ca, bởi vì nó cho một cái sắc thái nghiêm trang cầu nguyện của giáo triều. Và khi tôi giảng ở trong giáo triều đó, trước bài giảng có các giờ kinh, sau bài giảng có những buổi cầu nguyện trước thánh thể, và có ban nhạc ở trong đó cử hành những bài bình ca rất là sốt sắng. Tôi muốn cho các bạn cùng chia sẻ cái bầu khí của buổi tĩnh tâm tại giáo triều. Cuộc tĩnh tâm ở giáo triều dưới đề tài chứng nhân hy vọng đã được diễn ra trong nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế. Nhà nguyện này đã có từ trước, nhưng mà trong dịp Đức Thánh Cha mừng kim khánh linh mục của Ngài thì các hồng y trên thế giới đã góp một số tiền để sửa lại, đổi mới lại nhà nguyện Mẹ Chúa Cứu Thế. Công cuộc đã được thực hiện trong 3 năm. Năm nay, nhà nguyện đó đã hoàn thành rất là tốt đẹp. Và Đức Thánh Cha đã làm phép nhà nguyện, và tôi được vinh dự đầu tiên giảng trong nhà nguyện đó để phục vụ cuộc tĩnh tâm của giáo triều.
Sau đây là thư Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi cho Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận quý mến, hiền đệ quý mến trong hàng giám mục, vào cuối cuộc tĩnh tâm mà tôi vui mừng tham dự cùng với các cộng tác viên thân cận của tôi trong giáo triều Roma, trong tuần đầu tiên của mùa chay này, tôi gửi đến hiền đệ những lời cảm ơn chân thành nhất của tôi vì chứng từ đức tin nhiệt thành trong Chúa mà hiền đệ đã mạnh mẽ diễn tả qua các bài suy niệm về đề tài rất thời sự đối với đời sống giáo hội, chứng nhân hy vọng. Tôi đã ước mong rằng trong năm đại toàn xá này có một chỗ đặc biệt được dành cho chứng tá của những người đã chịu đau khổ vì đức tin, đã trả bằng máu sự gắn bó của họ đối với Chúa Kitô và giáo hội, hoặc can đảm chịu đựng những năm thật dài cảnh tù ngục và thiếu thốn đủ loại. Trích Tông sắc Mầu nhiệm Nhập thể số 13. Hiền đệ đã chia sẻ chứng tá đó một cách nồng nhiệt và đầy xúc động, chứng tỏ rằng trong toàn thể cuộc sống con người, tình thương xót của Thiên Chúa đấng vượt lên trên mọi lý luận của loài người thật là vô biên, nhất là trong những lúc thê thảm nhất. Quả thực, hiền đệ đã liên kết chúng tôi với tất cả những người tại những phần đất khác nhau trên thế giới đang tiếp tục phải trả giá thật đắt cho chính niềm tin của mình nơi Đức Kitô. Hiền đệ đã dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn của các giáo phụ, cũng như trên kinh nghiệm bản thân mà hiền đệ thủ đắc đặc biệt khi bị cầm tù vì Chúa Kitô và giáo hội của Người, hiền đệ đã làm nổi bật sức mạnh của lời Chúa, lời mà đối với các môn đệ của Chúa Kitô vốn là sức mạnh của niềm tin, là lương thực cho tâm hồn và là nguồn mạch tinh khiết và trường cửu cho đời sống thiêng liêng của họ. Sắc lệnh lời Chúa của Công đồng Vatican số 21. Qua những lời huynh đệ và đầy khích lệ, hiền đệ đã dẫn chúng tôi trên những nẻo đường hy vọng mà Chúa Kitô đã mở ra cho chúng ta khi tái lập nhân loại để biến họ thành một tạo vật mới và kêu gọi chúng ta luôn canh tân trên bình diện bản thân và giáo hội. Ước gì ngôi lời nhập thể ban cho tất cả những người đang còn chịu đau khổ để Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến. Sức mạnh và lòng can đảm rao giảng chân lý của tình thương Kitô trong mọi hoàn cảnh. Hiền đệ quý mến trong hàng giám mục, tôi phó thác cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của hy vọng, bản thân hiền đệ cũng như sứ vụ của hiền đệ. Qua đó, hiền đệ đang đóng góp một cách đặc biệt nhân danh giáo hội cho sự thiết lập công lý và hòa bình nơi nhân loại. Xin mẹ cầu bầu cho hiền đệ được dồi dào ơn thánh của Chúa Con. Ngôi lời nhập thể, tôi thành tâm ưu ái ban phép lành tòa thánh cho hiền đệ, phép lành mà tôi vui lòng nới rộng cho tất cả những người thân yêu của hiền đệ nữa. Vatican, ngày 18 tháng 3 năm 2000, Gioan Phaolô đệ nhị, Giáo hoàng. Thank you.
Kính tặng mẹ Elizabeth, người đã giáo dục con từ khi con còn ở trong lòng mẹ. Mỗi tối, mẹ dạy con những chuyện kinh thánh. Mẹ kể cho con lịch sử các thánh tử đạo Việt Nam, nhất là về tổ tiên chúng ta. Mẹ dạy con yêu mến tổ quốc. Mẹ giới thiệu cho con thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu như mẫu gương các nhân đức Kitô giáo. Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, đã chôn cất các anh em mình bị những kẻ phản bội thảm sát, những người mà mẹ đã chân thành tha thứ sau đó. Mẹ luôn luôn tiếp đón họ, như thế không có gì xảy ra cả. Khi con ở tù, mẹ là nguồn an ủi nâng đỡ lớn lao cho con. Mẹ nói với tất cả mọi người, xin hãy cầu nguyện để con tôi được trung thành với giáo hội và ở lại nơi nào Chúa muốn. Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong. Năm đầu tiên của ngàn năm thứ ba, một người Việt Nam sẽ giảng tuần tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói với tôi như thế ngày 15 tháng 12 năm 1999. Ngài chăm chú nhìn tôi rồi tiếp: Đức Cha chọn đề tài nào chưa? Kính thưa Đức Thánh Cha, con như thể từ trên mây rơi xuống. Con rất ngạc nhiên. Có lẽ con có thể nói về hy vọng được không? Hãy kể lại những chứng tá của Đức Cha. Hy vọng là một đề tài rất rộng lớn. Bối rối và cảm động, tôi trở về nhà. Tôi vào nhà nguyện và cầu xin: Lạy Chúa Giê-xu, con phải làm sao đây? Con không quen nói nhiều về khoa học, về thần học cao sâu. Con biết con chỉ là một cựu tù nhân thôi. Hãy nói như con cảm thấy. Hãy làm như Đức Thánh Cha đã bảo con, với tâm tình khiêm tốn, đơn sơ. Lúc ấy, tôi nghĩ đến việc chuẩn bị một bữa ăn Việt Nam để mời các đấng. Son chảo vẫn như vậy.
chất liệu cũng như thế. Đó là tin mừng hy vọng. Nhưng tôi thay đổi thực đơn, tôi sẽ dùng gia vị và hương vị Á Châu. Và thực khách sẽ ăn bằng đũa. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng người làm bếp chẳng làm gì được nếu không có lửa, đó là Chúa Thánh Thần. Người Á Châu chúng tôi không luận lý rườm rà, nhưng kể một câu chuyện, một dụ ngôn, và kết luận trở nên rõ ràng. Đức Khổng Tử, Đức Phật Thích Ca, Thánh Gandhi đã nói như thế, và Chúa Giêsu trước đây cũng đã dạy như vậy trong Phúc Âm. Chẳng hạn, người nói, một người từ Jerusalem xuống Jericho, người đó bị cướp, đánh đập tàn nhẫn, ông phải thương tích. Ba người đi qua, không ai chịu đón tiếp ông. Người cuối cùng đó mà đã tiếp đón ông là một người ngoại đạo. Theo ông, ai trong ba người đã thật sự là anh em của nạn nhân? Vậy hãy đi và hãy làm như vậy. Phúc Âm Thánh Luca chương 10 câu 30 đến 37. Thực đơn hy vọng do một cựu tù nhân chuẩn bị. Người đã ở trong một tình trạng tuyệt vọng, hay nói đúng hơn, còn hơn cả tuyệt vọng nữa. Người ta tưởng tôi đã chết rồi. Dân chúng đã cử hành nhiều thánh lễ cầu hồn cho tôi. Nhưng Thiên Chúa đã biết viết thẳng trên những đường cong, và những thánh lễ đó đã ban ơn cho tôi được sống thêm nhiều năm. Ngày hôm nay, vào lúc bế mạc tuần tĩnh tâm, tôi rất xúc động. Cách đây đúng 24 năm, ngày 18 tháng 3 năm 1976, áp lễ Thánh Giuse, tôi bị đưa từ nơi quản thúc ở Cây Vông đến chỗ biệt giam nghiêm ngặt trong trại giam Phú Khánh. Cách đây 24 năm, tôi không bao giờ ngờ rằng một ngày kia, chính vào ngày này đây, tôi kết thúc giảng thuyết tuần tĩnh tâm tại Vatican. Cách đây 24 năm, tôi bắt đầu cử hành thánh lễ với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trong lòng bàn tay, vì tôi không có chén thánh. Tôi đâu bao giờ tưởng tượng ngày hôm nay Đức Thánh Cha tặng cho tôi một chén lễ mã vàng. Cách đây 24 năm, tôi không hề nghĩ rằng chính hôm nay lễ thánh cả Giuse năm 2000, Đức Giám Mục Nguyễn Văn Hòa đấng kế vị tôi lại thánh hiến chính nơi tôi bị quản thúc một nhà thờ đẹp nhất dân kính Thánh Giuse tại Việt Nam. Cách đây 24 năm, tôi không bao giờ ngờ rằng ngày hôm nay, khi vừa kết thúc tuần tĩnh tâm, một vị hồng y giao cho tôi một bì thư, trong đó có một ngân phiếu lớn để giúp cho những người nghèo tại giáo xứ ấy. Thiên Chúa thật cao cả, và tình thương của Ngài cũng cao cả. Tôi hết lòng cảm ơn Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse. Cảm ơn Đức Thánh Cha và tất cả anh chị em rất thân mến. Và rất nhiều người trên thế giới đã cầu nguyện cho tôi trong những ngày này, giống như trong cùng một nhà tiệc ly vĩ đại. Và tôi thờ lại sự hiển linh của lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khuyến khích tôi xuất bản những bài suy niệm này. Tôi thiết nghĩ lá thư thủ bút của Đức Thánh Cha là lời dẫn nhật cao đẹp nhất. Vatican, ngày 18 tháng 3 năm 2000, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.
bài giảng. Thứ nhất, vào ngày khai mạc, chiều nay, Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000, lúc 6 giờ chiều, tôi khởi sự giảng bài khai mạc, có tựa đề là Nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, gia phả Đức Giêsu Kitô, đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa. Tôi, Francisco, đầy tớ Đức Giêsu Kitô, kẻ bé mọn nhất trong những người kế nhiệm các tông đồ, trước mặt anh em, tôi không nghĩ mình hiểu biết gì nhiều ngoại trừ Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, vâng lời Đức Thánh Cha và với phép lành của Ngài, tôi xin thấm thiết ôm hôn và kính chào anh em rất thân mến và mời anh em nhân danh Chúa chúng ta cùng nhau bắt đầu tuần tĩnh tâm năm 2000 với bài suy niệm dẫn nhập gia phả Đức Kitô. Kính thưa anh em, Thánh Sử Tin Mừng Marco mở đầu chứng từ về Đức Giêsu Con Thiên Chúa với những lời sau đây: Gia phả Đức Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Phúc âm Thánh Matthew chương nhất câu 1 đến câu 17. Chọn gia phả này để làm đề tài cho bài suy niệm dẫn nhập chắc gây nhiều ngạc nhiên. Khi đọc đoạn tin mừng trong phụng vụ, nhiều khi chúng ta cảm thấy hơi khó chịu. Có người trong chúng ta coi việc đọc một đoạn văn như vậy thật vô nghĩa, cứ lặp đi lặp lại cách nhàm chán. Có kẻ lại đọc vội vã khiến cho các tín hữu chẳng hiểu gì. Lại có người cắt chén cho vắng lại, bỏ bớt đi một số câu. Đối với chúng tôi, những người Á Châu, đặc biệt là đối với tôi là người Việt Nam, việc tưởng nhớ các tiền nhân có một giá trị lớn lao trong văn hóa của chúng tôi. Theo văn hóa Việt Nam, trong niềm hiếu kính, chúng tôi vẫn giữ một cuốn gia phả của gia tộc trên bàn thờ trong gia đình. Chính tôi cũng biết được tên của 15 thế hệ các tổ tiên của tôi từ năm 1698, khi gia tộc tôi được lãnh nhận phép thanh tẩy. Qua gia phả, chúng ta thấy rằng mình thuộc về một lịch sử rộng lớn hơn và chúng ta ý thức rõ hơn ý nghĩa lịch sử của mình. Vì thế, tôi cảm tạ Mẹ Giáo hội Thánh Thiện ít là 2 lần trong năm vào mùa vọng và trong lễ sinh nhật Đức Mẹ, cho đọc lại trong các cộng đoàn rải rác khắp nơi trên thế giới Công giáo danh xưng của bao nhiêu nhân vật ý nghĩa theo ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa đã giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ và trong thực tại của dân Israel. Tôi xác tín rằng những lời trong sách Gia phả Đức Giêsu Kitô chứa đựng lời loan báo chủ yếu về Cựu Ước và Tân Ước, nòng cốt của mầu nhiệm cứu độ liên kết tất cả chúng ta với nhau, các tín hữu Công giáo, chính thống và Tin Lành. Trong bối cảnh năm thánh nhập thể, qua đó giáo hội hát lên niềm vui mừng hy vọng nơi Đức Kitô, đấng cứu thế duy nhất của chúng ta. Đoạn kinh thánh này mở ra cho chúng ta thấy mầu nhiệm lịch sử là mầu nhiệm về lòng thương xót. Đoạn kinh thánh này nhắc nhớ cho chúng ta điều Đức Trinh Nữ Maria hát lên trong kinh Magnificat, bài ca mà giáo hội hằng ngày vẫn tiếp nhận làm của mình trong kinh chiều. Ý định thương xót và trung tín của Thiên Chúa được hoàn thành theo lời đã hứa với Abraham
và dòng dõi ông đến muôn đời. Phúc âm Thánh Luca, chương 1, câu 55. Thực vậy, lòng thương xót Chúa đang và sẽ trải dài từ đời này sang đời khác, vì lòng từ bi của Ngài tồn tại muôn đời. Thánh Vịnh 100, câu 5. Mầu nhiệm của tiếng Chúa gọi. Sách Gia Phả Đức Giêsu Kitô có 3 phần. Phần 1 kể tên các tổ phụ. Phần 2 nói đến các vua trước cuộc lưu đày Babylon. Và phần 3 kể tên các vua sau cuộc lưu đày. Điều gây chú ý đầu tiên khi đọc văn bản này là mầu nhiệm của tiếng Chúa gọi. Sự chọn lựa của Thiên Chúa có tính cách nhưng không và đầy tình thương, không thể hiểu được theo những lý luận của lý trí, và nhiều lần còn là điều gây xúc phạm nữa. Chẳng hạn, trong sách Gia Phả Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy Abraham thay vì chọn trưởng tử Ismael, con của bà Aga, thì lại chọn Isaac, con của lời hứa, con của bà Sarah, vợ của ông. Rồi đến lượt Isaac muốn chúc lành cho trưởng nam Esau, nhưng rốt cuộc đành chúc lành cho Jacob theo một ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa. Jacob cũng không trực tiếp thông truyền sự nối dõi dòng tộc dẫn tới đấng Messiah. Ông đã không chọn Ruben con trưởng, hoặc chọn Giuse, người được ông yêu thương nhất, người giỏi giang hơn tất cả các anh em, người đã tha thứ cho anh em mình và cứu thoát họ khỏi nạn đói ở đất Canaan. Nhưng chọn Judah, người con thứ tư, người đã cùng với các anh em khác chịu trách nhiệm về việc bán Giuse cho các lái buôn đưa sang Ai Cập. Mầu nhiệm cao cả về việc Thiên Chúa chọn lựa tiền nhân của đấng Messiah bắt đầu làm cho chúng ta chú ý. Trang tin mừng này soi sáng mầu nhiệm ơn gọi của chính chúng ta. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Phúc âm Thánh Gioan, chương 15, câu 16. Chúng ta không được chọn vì công trạng của mình, nhưng chỉ vì lòng thương xót của Chúa. Chúa nói, ta đã yêu thương con bằng tình yêu đời đời. Tiên tri Giê-rê-mi-a, chương 31, câu 3. Đó là điều làm cho chúng ta an tâm. Từ lòng mẹ, Chúa đã gọi tôi. Sách tiên tri Isaia, chương 49, câu 1. Điều làm cho chúng ta hãnh diện đó là ý thức mình được gọi và được chọn vì tình thương. Những ngày tĩnh tâm này là thời gian thuận tiện để chúng ta hát lên lòng biết ơn vô biên của chúng ta đối với Chúa, vì lòng thương xót của Ngài tồn tại muôn đời, và chúng ta phải làm điều đó từ tận đáy tâm hồn mình với lòng khiêm tốn sâu xa và biết ơn.
Chúa đã nâng kẻ hèn, hèn mọn từ nơi cát bụi, từ đống phân thủy. Ngài nâng kẻ nghèo đói để đặt họ ngồi giữa hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Ngài. Nếu chúng ta xét tên của các vua trong sách Gia Phả Đức Giê-xu, chúng ta có thể nhận thấy rằng chỉ có hai vị là trung thành với Chúa, đó là Ô-si-a và Giê-rô-bô-am. Những vua khác đều là những kẻ thờ thần tượng, vô luân, sát nhân. Cả trong thời kỳ sau cuộc lưu đày, trong số các vua kể tên, chúng ta chỉ thấy có hai người còn trung thành với Chúa, đó là Salatien và Zorobaben. Những vua khác đều là những kẻ tội lỗi hoặc không được biết đến. Nơi David, người nổi danh nhất trong các vua đã sinh ra đấng Messiah, sự thánh thiện và tội lỗi xen lẫn nhau. Với nước mắt cay đắng, Ngài xưng thú trong thánh vịnh các tội ngoại tình và sát nhân, nhất là trong thánh vịnh 50, một ca vịnh trở thành kinh nguyện thống hối thường được dùng trong phụng vụ của giáo hội. Cả những phụ nữ mà Matthew nêu tên trong đầu sách tin mừng của Ngài như những người mẹ thông truyền sự sống từ cung lòng phúc lành của Thiên Chúa cũng gợi lên nơi chúng ta một sự xúc động. Tất cả họ đều là những phụ nữ ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Tamar là một phụ nữ tội lỗi. Ra-cáp là một gái mãi dâm. Ruth là một người ngoại bang. Và về người phụ nữ thứ tư, người ta không dám nêu danh và chỉ nói đó là vợ của ông Uriah. Người đàn bà đó chính là bà Bét-sa-bê mà vua David đã ngoại tình. Tuy nhiên, dòng lịch sử tràn đầy lỗi lầm và tội ác như thế đã trở thành một nguồn nước trong. Khi càng đến gần thời gian sung mãn, đến Đức Maria, mẹ Chúa Giê-xu, và đến Chúa Giê-xu, đấng Messia, nơi các ngài, tất cả các thế hệ được cứu chuộc. Danh sách những người tội lỗi mà Matthew nêu rõ trong Gia Phả của Chúa Giê-xu không được gây gân mù cho chúng ta. Trái lại, Gia Phả ấy tuyên dương mầu nhiệm thương xót của Thiên Chúa. Cả trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đã chọn Phê-rô, người đã chối Ngài, và chọn Phao-lô, người đã bách hại giáo hội. Vậy mà các vị lại trở nên những cột trụ của giáo hội. Trong thế gian này, khi một dân tộc viết lịch sử chính thức của mình, họ thường nói về những chiến thắng đã đạt được, những vị anh hùng
hoặc sự cao cả của mình. Quả là một trường hợp duy nhất, thật đáng ngưỡng mộ và tuyệt vời, khi thấy một dân tộc không hề giấu giếm những tội lỗi của tiền nhân trong lịch sử chính thức của mình. Đó là trong quyển Thánh Kinh. Toàn thể cựu ước hướng về hy vọng. Chúa đến để thiết lập nước của Ngài. Chúa đến để tái lập giao ước. Chúa đến để lập một dân mới, để xây dựng một Jerusalem mới, để kiến thiết một đền thờ mới. Chúa đến để tái tạo thế giới. Với biến cố nhập thể, nước ấy đã tới. Thời gian viên mãn đã tới. Nhưng Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng nước ấy đang tăng trưởng từ từ, âm thầm như một hạt cải. Giữa sự viên mãn của thời gian và tận thế, giáo hội đang hành trình như một dân tộc hy vọng. Văn hào Charles Peggy đã nói, đức tin làm cho tôi hài lòng hơn cả là niềm hy vọng. Tích sách Le Port du Mystère de la Deuxième Vertu. Đúng vậy, vì trong hy vọng, đức tin vốn hoạt động nhờ đức ái, mở ra những con đường mới trong tâm hồn con người, nằm hướng đến việc thực hiện một thế giới mới, một nền văn minh tình thương. Đức tin đó mang đến cho thế giới sự sống thần linh của Chúa Ba Ngôi, lối sống và hoạt động của Chúa như được biểu lộ trong Đức Kitô và truyền lại trong Tin Mừng. Thưa anh em, đó chính là ơn gọi cao cả của chúng ta, không do công trạng của chúng ta, nhưng vì lòng thương xót của Chúa tồn tại đến muôn đời. Ngày nay, cũng như trong thời Cựu Ước và Tân Ước, lòng thương xót Chúa vẫn hoạt động nơi những người có tinh thần thanh bần, nơi những người khiêm hạ, những người tội lỗi thành tâm trở về cùng Chúa. Amen.
cùng nhau bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Thưa anh em, tôi đã chọn đề tài tuần tĩnh tâm năm thánh này. Tựa đề tổng quát là những chứng nhân hy vọng. Hy vọng có lẽ là thách đố lớn nhất ngày nay. Trước ngưỡng cửa ngàn năm mới, một tiểu sử mới đây của Đức Thánh Cha mang tựa đề Witness to Hope, chứng nhân hy vọng. Giờ đây, tôi không thể không cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã hướng dẫn giáo hội bằng chứng tá rạng ngời của Ngài để bước qua ngưỡng cửa hy vọng, cùng với những anh em thuộc các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác bước qua cửa thánh, ngưỡng cửa tương lai. Ngài đã chỉ cho chúng ta rằng toàn thể nhân loại tiếp tục cuộc hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu là hy vọng độc nhất. Hôm nay, tôi trình diện như một cựu tù nhân đáng thương đã trải qua hơn 13 năm trong tù, trong đó có 9 năm biệt giam. Tôi cũng cảm thấy run sợ trước nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã ủy thác cho tôi. Nhưng một sách truyện của Mỹ làm cho tôi an tâm. Sách ấy kể lại rằng một nhà giảng thuyết danh tiếng thu hút đông đảo dân chúng. Trước tòa giảng của Ngài, có một cụ già luôn chăm chỉ theo dõi tất cả các bài giảng. Nhà giảng thuyết rất vui sướng vì thành công của mình. Một hôm, thiên thần hiện ra và nói với ông: "Tôi chúc mừng ông vì những bài giảng của ông. Ông thật là tài giỏi." "Nhưng ông có nhớ cụ già luôn đến nghe ông không?" "Thưa có chứ." Nhà giảng thuyết đáp. Thiên thần tiếp: "Vậy thì ông hãy biết rằng cụ già ấy đến không phải để nghe ông đâu, nhưng là để cầu nguyện cho ông. Chính nhờ lời cầu nguyện của cụ mà những bài giảng của ông mang lại nhiều ích lợi cho các tín hữu." Như vậy, tôi xin nói với anh em, tôi hết lòng trông cậy nơi lời cầu nguyện của anh em. Và với tâm tình này, chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, mẹ đấng cứu thế đang ngự trên ngai trong nhà nguyện này, giữa các thánh của Đông và Tây Phương. Chúng ta cảm thấy gần mẹ như trong dịp Chúa Thánh Thần hiện xuống, như chính con tim của giáo hội, như mẹ của các mục tử và các tín hữu, mẹ của giáo hội. Lạy mẹ, xin mẹ chúc lành cho tất cả chúng con.
hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Sau khi đã trình bày bài suy niệm dẫn nhập về gia phả Đức Giêsu Kitô, chúng tôi bước vào ngày thứ nhất với đề tài hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Và bài suy niệm thứ hai trong các bài giảng là Simon, con bảo thầy là ai? Chúa Giêsu cứu thế, niềm hy vọng độc nhất. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, tôi được mời đến phủ tổng thống cũ, hay gọi là Dinh Độc Lập, vào lúc 14 giờ. Tại đó, tôi bị bắt và đem đi trên một xe hơi có hai công an đi kèm. Đó là khởi đầu cuộc phiêu lưu của tôi. Trong lúc ấy, tất cả linh mục, tu sĩ nam nữ bị gọi tới nhà hát với mục đích tránh mọi phản ứng của dân chúng đối với vụ bắt tôi. Trong cuộc hành trình, tôi bắt đầu ý thức rằng mình đang mất tất cả. Tôi ra đi với chiếc áo dòng thâm, trong túi có một cổ tràng hạt. Tôi chỉ còn biết phó thác cho Chúa quan phòng. Nhưng giữa bao nhiêu lo âu ấy, tôi vẫn thấy có một niềm vui lớn. Hôm nay là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Từ lúc đó, người ta cấm gọi tôi là Đức Cha. Là Cha, tôi là ông Nguyễn Văn Thuận. Tôi không được phép mang dấu hiệu gì về chức vị của tôi, không hề báo trước chút nào. Chúa Giêsu yêu cầu tôi hãy trở về với điều cốt yếu. Trên đường dài 450 cây số, không có một ai. Tôi thực sự bị bỏ rơi. Và trong sự xúc động trước hoàn cảnh mới, diện đối diện với Chúa, tôi nghe thấy câu Chúa Giêsu hỏi Simon: Simon, con bảo thầy là ai? Phúc âm thánh Matthew chương 16 câu 15. Các bạn đồng tù với tôi, những người không công giáo, muốn hỏi lý do tại sao tôi hy vọng. Với tình bằng hữu và thiện ý, họ hỏi tôi tại sao ông bỏ mọi sự, gia đình, quyền thế, giàu sang để theo Chúa Giêsu. Chắc là phải có một cái gì rất đặc biệt. Những người cai tù cũng ngạc nhiên hỏi tôi, có Thiên Chúa thực sự hay không? Có Chúa Giêsu không? Hay đó chỉ là những điều mê tín mà thôi? Những điều do giai cấp thống trị bịa ra. Vì thế, cần phải đưa ra những giải thích dễ hiểu, không phải bằng những từ ngữ kinh viện, nhưng với những lời lẽ đơn sơ của tin mừng. Những khuyết điểm của Chúa Giêsu. Một hôm, tôi quyết định đưa ra những giải thích đặc biệt. Và điều tôi nói đây đúng ra là phản ánh một vụ nhà tù. Tôi xin anh em đại xá cho, nếu tôi có phạm tội rối đạo trước mặt giáo triều. Tôi đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu vì tôi yêu thích những khuyết điểm của Ngài. Khuyết điểm thứ nhất, Chúa Giêsu không có trí nhớ tốt. Phúc âm thánh Luca chương 23 câu 42-43. Trên thập giá, trong lúc hấp hối, Chúa Giêsu nghe tên trộm bên phải nói: Thưa ông Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi khi ông vào nước của ông. Giả sử đó là tôi, thì có lẽ tôi đã trả lời: Tôi sẽ không quên anh đâu, nhưng anh phải đền bù các tội ác của mình ít là khoảng
20 năm trong luyện ngục. Trái lại, Chúa Giê-xu trả lời anh ta, ngày hôm nay, ngươi sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Phúc âm Thánh Luca, chương 23, câu 43. Ngài đã quên tất cả tội lỗi của người ấy. Điều tương tự cũng xảy ra với người đàn bà tội lỗi đã sức thuốc thơm cho chân Chúa. Chúa Giê-xu chẳng hỏi gì về quá khứ xấu xa của bà, nhưng chỉ nói, tội của con tuy nhiều, nhưng chúng đều được tha hết vì con đã yêu mến nhiều. Phúc âm Thánh Luca, chương 7, câu 47. Dụ ngôn người con trai hoang đàn kể lại cho chúng ta, trên đường trở về nhà cha, anh ta đã chuẩn bị sẵn trong lòng điều sẽ nói. Thưa cha, con đã phạm tội đối với trời và với cha. Con không còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin hãy đối xử với con như những đầy tớ của cha. Nhưng khi người cha thấy người con ấy từ đằng xa, liền quên hết mọi sự và chạy ra đón con. Ông ôm hôn con và không để anh ta rụt rè nói lên bài diễn văn đã dọn sẵn. Người cha gọi những đầy tớ đang kinh ngạc và nói, hãy mang quần áo đẹp nhất ra đây và mặc cho anh. Hãy xỏ nhẫn vào tay và xỏ giày cho anh. Hãy mang bê béo để làm thịt và chúng ta hãy mở tiệc vì con ta đã chết, nay được sống lại. Luca, chương 15, câu 22 đến 24. Chúa Giê-xu không có một trí nhớ như trí nhớ của tôi. Không những Ngài tha thứ và tha thứ cho mọi người, nhưng Ngài còn quên là Ngài đã tha thứ. Khuyết điểm thứ hai, Chúa Giê-xu không biết toán học. Giả sử Chúa Giê-xu đi thi toán, chắc Ngài sẽ bị đánh rớt. Dụ ngôn người mục tử nhân lành chứng tỏ điều đó. Một người mục tử có 100 con chiên, một con chiên bị lạc, và không chần chờ, ông ta đi tìm chiên ấy, bỏ 99 con chiên khác nơi hoang địa. Khi tìm được chiên lạc, ông vác chiên lên trên vai và mang nó về. Phúc âm Thánh Luca, chương 15, câu 7. Đối với Chúa Giê-xu, một có giá trị bằng 99, và có lẽ còn hơn thế nữa, có ai chấp nhận được điều đó không? Nhưng lòng thương xót của Ngài trải rộng từ đời này sang đời khác. Khi phải cứu một con chiên lạc, Chúa Giê-xu không nản chí vì bất kỳ rủi ro, mệt mỏi hoặc hiểm nguy nào. Chúng ta hãy chiêm ngắm thái độ thương xót của Ngài khi Ngài ngồi bên bờ giếng Gia-cốp để tìm người phụ nữ xứ Samaria, hoặc khi Ngài muốn dừng lại tại nhà ông Gia-kêu. Thật là đơn sơ, thật là thương yêu dường nào đối với kẻ tội lỗi. Khuyết điểm thứ ba, Chúa Giê-xu không biết luận lý học. Một người đàn bà có 10 đồng bạc. Bà bị mất 1 đồng, liền đốt đèn lên để tìm kiếm. Khi tìm thấy,
Bà gọi những bà láng giềng đến và nói với họ: các bà hãy vui mừng với tôi vì tôi tìm được đồng bạc bị mất. Phúc âm Thánh Luca chương 15 câu 8 đến câu 10. Thật là không hợp lý tí nào khi làm phiền các bà bạn chỉ vì một đồng bạc như vậy. Cũng chẳng hợp lý chút nào khi mở tiệc giữa đêm khuya để ăn mừng vì tìm lại được đồng bạc đánh mất. Và cuối cùng lại càng không hợp lý khi mời bạn bè đến ăn tiệc, tốn phí còn nhiều hơn đồng bạc tìm thấy, cho dù có tiêu cả 10 đồng cũng không đủ cho phí tổn. Ở đây chúng ta có thể nói như Văn Hào Pascal: con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không biết được. Blaise Pascal, Pensée, số 477. Khi kết luận dụ ngôn, Chúa Giê-xu tỏ lộ lý luận lạ lùng của tâm hồn Ngài. Thực, Thầy bảo các con, các thiên thần của Chúa vui mừng chỉ vì một tội nhân hoán cải. Khuyết điểm thứ tư, Chúa Giê-xu là một người phiêu lưu. Ai quảng cáo cho một công ty hoặc ra ứng cử thường chuẩn bị một chương trình rất chính xác với nhiều lời hứa hẹn. Nhưng đối với Chúa Giê-xu lại không như vậy. Lối tuyên truyền của Ngài dưới mắt người đời thế nào cũng bị thất bại. Thực vậy, Ngài hứa cho những kẻ theo Ngài nhiều lần bị xét xử và bị bắt hại. Với các tông đồ đi theo, Ngài không bảo đảm cho họ nơi ăn chốn ở, nhưng chỉ cho họ chia sẻ cùng một cách sống của Ngài. Một người ký lục muốn gia nhập đoàn môn đệ, Chúa Giê-xu trả lời: con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng con người không có nơi gối đầu. Phúc âm Matthew chương 8 câu 20. Đoạn tin mừng về các mối phúc thật, một bức chân dung tự họa của Chúa Giê-xu như một người phiêu lưu vì tình yêu đối với Chúa Cha và anh em. Từ đầu chí cuối của các mối phúc thật đều nghịch lý, cho dù chúng ta đã nghe quen. Phúc cho người có tinh thần thanh bần, phúc cho người sầu khổ, phúc cho người bị bắt hại vì sự công chính, phúc cho các con khi người ta lăng mạ, bắt hại và nói mọi điều xấu chống lại các con vì Thầy. Các con hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng các con thật lớn lao trên trời. Phúc âm Matthew chương 5 câu 3 đến 12. Nhưng các môn đệ đã tín thác nơi người phiêu lưu ấy. Từ 2000 năm nay và cho đến tận thế, chúng ta vẫn thấy không thiếu hàng ngũ những người phiêu lưu đã theo Chúa Giê-xu. Chỉ cần xem các thánh qua mọi thời đại, nhiều người trong số họ thuộc hiệp hội những người phiêu lưu ấy. Họ không có địa chỉ,
chẳng có điện thoại, chẳng có điện thư, cũng chẳng có internet, email. Khuyết điểm thứ năm, Chúa Giêsu không biết tài chánh và kinh tế. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn những người thợ làm vườn nho. Nước trời giống như một chủ nhà từ sáng sớm ra ngoài mướn người làm vườn nho cho ông, rồi vào lúc 9 giờ giữa trưa, 3 giờ chiều và cả lúc 5 giờ ông tiếp tục mướn người về làm. Chiều đến, ông bắt đầu trả lương cho những người đến làm trễ nhất, rồi lần lượt tới những người làm từ sáng sớm. Tất cả mỗi người đều được ông trả một đồng. Phúc âm Thánh Matthew chương 20 câu 1 đến 16. Giả sử Chúa Giêsu được làm quản lý cộng đoàn hoặc giám đốc một xí nghiệp, tổ chức ấy chắc sớm bị phá sản. Làm sao lại trả cùng một đồng lương cho những người làm từ sáng cũng như những người chỉ bắt đầu làm từ ban chiều? Phải chăng Chúa Giêsu đã sai lầm, đã tính sai kế toán? Thật ra không phải thế. Ngài cố tình làm như vậy, như Ngài giải thích, tôi không có quyền sử dụng của cải của tôi theo ý tôi sao? Hay là bạn ghen tương vì tôi tốt lành? Chúng tôi đã tin vào tình yêu Thiên Chúa. Nhưng chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu có những khuyết điểm như thế? Thưa, vì Ngài là tình yêu. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 16. Tình yêu đích thực, không lý luận, không đo lường, không dựng lên những hàng rào, không tính toán, không nhớ đến những xúc phạm và không đặt điều kiện. Chúa Giêsu luôn hành động vì yêu thương. Từ tổ ấm của Chúa Ba Ngôi, Ngài mang cho chúng ta một tình yêu lớn lao vô biên, thần linh. Và như các thánh giáo phụ diễn đạt, đó là một tình yêu điên rồ, lao, đảo lộn những mẫu mực tính toán của con người. Khi suy tư về dụ ngôn này, tâm hồn tôi đầy tràn hạnh phúc và an bình. Tôi hy vọng rằng vào cuối đời tôi, Chúa sẽ đón nhận tôi như người nhỏ bé nhất trong số những người làm việc trong vườn nho của Chúa. Và tôi sẽ ca tụng lòng thương xót của Chúa đến muôn đời. Và tôi ngạc nhiên vì những điều lạ lùng Chúa dành cho những người Ngài đã tuyển chọn. Tôi sẽ vui mừng được thấy Chúa Giêsu với những khuyết điểm của Ngài, những khuyết điểm tạ ơn Chúa không thể sửa chữa nổi. Các thánh là những người chuyên môn về tình yêu vô biên ấy. Trong đời, tôi thường cầu xin nữ tu Faustina Kowalska giúp tôi hiểu lòng từ bi của Chúa. Và khi viếng thăm Pare Lemonian, tôi cảm động vì những lời Chúa Giêsu nói với thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Nếu con tin, con sẽ thấy quyền năng của trái tim cha. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng mầu nhiệm tình yêu ấy.
Ngài đã sáng tạo vạn vật cách kỳ diệu. Thiên Chúa đã sáng tạo người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo nên họ chỉ kém thiên thần một chút. Ngài đã ban ơn bất tử, chân lý, công lý. Công đồng chung Vatican II dạy, lý lẽ cao cả nhất của con người hệ tại điều này là họ được kêu gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay từ thuở mới sinh, con người được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thật vậy, con người chỉ hiện hữu vì được sáng tạo do tình yêu của Thiên Chúa và luôn được Ngài bảo tồn vì tình yêu thương. Con người sẽ không sống trọn vẹn theo sự thật nếu không có biết tự nhìn nhận điều đó và nếu không biết tín thác nơi đấng tạo thành của mình. Nhưng trong tự do, con người có thể từ chối sự cao cả do Thiên Chúa ban cho. Con người có thể toan tính hành động theo ý định riêng của mình, khác với tương lai của Chúa đã hứa. Thật vậy, con người cố tìm cách bảo đảm cho mình một tương lai riêng, như Thánh Kinh đã nói về các dân ngoại. Họ tìm kiếm giàu sang, trông cậy nơi loài người, liên minh với những quyền lực ngoại bang, thủ đắc những của thánh. Sách Tiên tri Ô-sia chương 2 câu 10 và Tiên tri Ê-dê-ki-ên chương 16 câu 15. Và thế là họ rơi vào tình trạng lầm than. Họ không còn hy vọng nơi Thiên Chúa nữa, nhưng theo đuổi những hy vọng giả trá. Lại còn chỉnh đốn mọi sự cách nhiệm lạ hơn. Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa không ngừng mời gọi con người tới niềm hy vọng đích thực là Chúa Giê-xu, đấng cứu thế duy nhất. Trong Chúa Giê-xu, chúng ta được ánh sáng chân lý, được tha thứ tội lỗi, được tự do tái tạo trước quyền lực sự ác. Trong Ngài, chúng ta còn được một khả năng mới để yêu thương, được tham gia vào bản tính Thiên Chúa, được chiến thắng trên sự chết nhờ sự phục sinh của thân xác và được sự sống vĩnh cửu. Chúa Giê-xu đến gặp gỡ thân phận lầm than của con người khi cứu thoát chúng ta. Chúa Giê-xu đã biến tin mừng và ơn thánh của Ngài thành nguyên lý đổi mới thế giới và nhất là canh tân con người trong mọi lãnh vực của cuộc sống, công và tư, văn hóa và xã hội, chính trị và kinh tế, thiết lập mọi sự trong Chúa Kitô như lời Thánh Phaolô đã dạy. Ngây ngất trước Chúa Giê-xu là Thiên Chúa và là tất cả mọi sự của tôi. Tôi muốn cùng với Chúa Giê-xu trở thành nguồn hy vọng trong vườn thế giới, như thi hào Charles Péguy, người Pháp đã nói. Ta tự hỏi, nhưng làm sao nguồn suối hy vọng ấy có thể mãi mãi trẻ trung, tươi mát, sinh động? Thiên Chúa phán, hỡi dân tốt lành, điều ấy không khó lắm đâu.
nếu nguồn hy vọng ấy muốn dùng nước trong để làm nên những nguồn mạch tinh khiết, thì sẽ chẳng bao giờ tìm cho đủ nước trong toàn thể các tạo vật của ta. Nhưng chính với những nước đục ngầu mà nguồn hy vọng ấy dùng để biến thành những nguồn nước trong, và chính vì thế mà chẳng bao giờ thiếu nước, nhưng cũng vì vậy mà nguồn ấy là hy vọng. Và đó chính là bí quyết đẹp nhất trong vườn thế giới. Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertu, trang 186-189. Kính chào mẹ từ nhân, mẹ Thiên Chúa và mẹ tha thứ, mẹ hy vọng và mẹ ân phúc, mẹ đầy hoan lạc thánh thiện, lạy mẹ Maria. Bài suy niệm thứ ba. Hãy tường trình về việc quản lý nông trại. Một tổng kết vào đầu thế kỷ 21. Theo một truyền thống cổ tại Á Châu, tại triều đình năm này qua năm kia, người ta viết lịch sử vương quốc. Nhiệm vụ này được ủy thác cho hai vị quan cấp cao của hoàng đế. Một vị phải ghi những điều tốt lành xảy ra trong vương quốc, và vị kia phải lập danh sách những gì tiêu cực xảy ra. Nhưng không vị nào biết người kia viết gì. Trong một buổi triều yết đặc biệt và công khai vào đầu năm mới, trước hoàng đế và toàn thể bá quan văn võ, hai vị quan phải đọc bản tổng kết. Tất cả mọi người đều chờ đợi, mong được biết sự thật do sự đối chiếu giữa hai bản phúc trình. Sau khi nghe cả hai, hoàng đế hướng về toàn thể bá quan và hỏi, ai trong các khanh có điều gì muốn nói thì cứ tự nhiên. Đây là một ngày mà hoàng đế mời tất cả mọi người tự do phát biểu ý kiến. Nhưng không ai dám nói. Im lặng tuyệt đối bao trùm triều đình. Bất thình lình, người ta nghe thấy có tiếng rên khóc. Hoàng đế hỏi, ai khóc vậy? Hãy tiến ra trước mặt trẫm mà giải thích. Một vị quan bước ra, bái lạy 3 lần trước mặt hoàng đế, và với tất cả lòng kính cẩn, ông tâu, thưa bệ hạ, không có ai trong triều đình này dám nói sự thật. Thần sợ rằng đất nước chúng ta lâm nguy và nguy cơ sụp đổ. Vì thế mà thần khóc. Chúng ta được mời gọi trở thành những người tìm kiếm và trở nên chứng nhân cho sự thật trong hy vọng trước mặt Chúa và trước mặt thế giới để mưu ích cho giáo hội. Đức Thánh Cha, hôm Chúa Nhật thứ nhất mùa chay của năm toàn xá đã nêu một chứng tá đặc biệt và một tấm gương sáng cho toàn thế giới khi xin Thiên Chúa tha thứ vì những lỗi lầm và thiếu sót của con cái giáo hội qua dòng lịch sử và đồng thời cũng tha thứ cho tha nhân. Ngài khích lệ chúng ta đón nhận lời mời gọi này. Thiên Chúa mời gọi hoán cải. Sở dĩ tôi dám đưa ra một lời mời gọi hoán cải là vì chính Chúa đã yêu cầu chúng ta điều đó, giống như Ngài đã nói với những người quản lý tài sản của Ngài. Ngài có thể lặp lại cho chúng ta lời tin mừng, ngươi hãy tường trình về việc quản lý của ngươi. Phúc âm Thánh Luca,
chương 16 câu 2. Đó là sự hoán cải từ một tình trạng tiêu cực hoặc tầm thường tới việc thực thi tin mừng một cách chân chính. Đó là một sự từ bỏ những hy vọng giả trá để đặt trọn niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa Kitô, như những người phục vụ sứ vụ của Phêrô. Cuộc hoán cải ấy mới được Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhân dịp ngày Năm Thánh dành cho giáo triều là điều rất phù hợp với tinh thần Năm Thánh. Đây là một cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa, hướng về ánh sáng soi chiếu và chiến thắng tội lỗi. Và chúng ta không nên kinh hoàng vì sự yếu đuối của mình. Cả Thánh Phêrô cũng là người yếu đuối. Chính sự ý thức tính chất giòn mỏng ấy giúp gìn giữ chúng ta như những môn đệ chân chính của Chúa Kitô, để chúng ta có thể thực thi một sự canh tân liên lỉ giữa lòng giáo hội. Ta hãy nghĩ tới những công ty kinh doanh trong thế giới ngày nay. Bắt đầu thế kỷ mới, dưới ánh sáng các trào lưu lớn, các công ty này duyệt lại các dự án, đường hướng và chương trình hoạt động của họ. Khi từ giã một thế kỷ có nhiều chinh phục lớn, nhưng cũng có những thảm trạng kinh hoàng, trước thêm ngàn năm mới, cả chúng ta cũng nên làm một bản tổng kết và đề ra những dự phóng cho tương lai dưới ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta là những vị mục tử trong các cơ quan tòa thánh, với bao nhiêu nhân sự và cộng tác được ủy thác cho chúng ta. Chúng ta thuộc về đoàn tông đồ, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha và dưới quyền của Ngài. Chúng ta được tham dự vào mối quan tâm thường nhật của Ngài đối với toàn thể các giáo hội. Thư Thánh Phaolô gửi Côrintô, thư thứ 2, chương 11, câu 28. Làm sao lại không xin Chúa giúp chúng ta trong tinh thần hoán cải? Ví dụ, chúng ta có trung thành trong việc thực thi đứng đắn và thi hành ý Chúa được biểu lộ trong biến cố trung tâm của thời đại chúng ta ngày nay là Công đồng Chung Vatican II hay không? Để đặt mình trong sự thật trước mặt Chúa, không có gì hữu hiệu hơn là để cho chính Ngài soi sáng và thanh đẩy chúng ta. Trong tình thương vô biên, chính Ngài với lời sự thật là Chúa phục sinh, là người đầu tiên và cuối cùng và là đấng hằng sống. Chính Ngài nói với giáo hội trong mọi thời đại qua Thánh Linh. Sứ điệp của Chúa Thánh Linh gửi các giáo đoàn. Trong sách Khải Huyền, Chúa Kitô phục sinh phát họa bản tổng kết đời sống của 7 giáo đoàn ở Tiểu Á và nói với các vị mục tử của các giáo đoàn ấy. Qua sứ điệp, Ngài muốn thanh tẩy đời sống của các giáo đoàn. Chúng ta hãy tìm cách nhận thức sự quan tâm niềm diệt của Chúa Kitô, hôn phu của giáo hội. Đối với sự thánh thiện của các vị mục tử và các tín hữu, và hãy để cho mình được canh tân bằng những lời của Ngài, hầu có được sự hoán cải chân thành trong năm toàn xá này. Giáo đoàn Ê-phê-sô, một giáo đoàn đã mất tình yêu ban đầu. Chúa khiển trách giáo đoàn này vì không còn tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu nữa, một tình yêu luôn tươi mát và quảng đại, nảy sinh từ Thánh Linh và làm cho giáo hội được trẻ trung.
Công đồng Vatican, Ánh sáng muôn dân. Số 4. Vậy ngươi hãy nhớ xem ngươi sa ngã ở đâu, hãy hoán cải và thi hành các công việc ban đầu. Chúa nói với giáo đoàn ấy như thế và mạnh mẽ cảnh giác rằng nếu ngươi không hồi trở lại, ta sẽ đến nơi ngươi và cất chân đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó. Giáo đoàn Pergamo, một giáo đoàn dung thứ, sự thờ thần tượng. Xem sách Khải Huyền, chương 2, câu 12 đến 17. Chúa hiểu rằng giáo đoàn này sống trong một môi trường đặc biệt, khó khăn, nơi mà Satan có ngay tòa của nó. Ngài đánh giá cao sự trung thành của giáo đoàn, nhưng lời Chúa là gươm sắc hai lưỡi, nên không thể dung thứ cho một số người trong cộng đoàn rơi vào tội thờ thần tượng. Vì thế, ngươi hãy tỉnh thức, nếu không ta sẽ sớm đến nơi ngươi và chiến đấu chống lại chúng với gươm của miệng ta. Giáo đoàn Tiatira, một giáo đoàn đã chiều theo thái độ thỏa hiệp. Sách Khải Huyền, chương 2, câu 18 đến 29. Giáo đoàn này rất năng nổ hoạt động, nhưng đấng có đôi mắt như lửa hồng, nhìn sự khiết tịnh của tâm hồn, Ngài thấy rõ những thỏa hiệp trong phong hóa. Các ngươi dung thứ Jezabel, người đàn bà tự cho mình là nói nhân danh Thiên Chúa. Với giáo huấn của mình, bà ta làm cho các tín hữu của ta đi lệch đàng, lôi kéo họ phản bội ta. Ta cho họ thời gian để thay đổi cuộc sống, nhưng họ không muốn từ bỏ sự bất trung. Chúa chỉ ban quyền bính trên các dân nước cho những người có đời sống thanh liêm, vẹn toàn cho đến chết. Giáo đoàn Sardi, một giáo đoàn đang mê ngủ. Sách Khải Huyền, chương 3, câu 14 đến 22. Mọi người tưởng các ngươi là một giáo đoàn sinh động, nhưng trong thực tế, các ngươi đã chết. Các ngươi hãy tỉnh thức, hãy củng cố đức tin của một số người còn sống trước khi suy tàn hết. Chúa Giê-xu nhắn nhủ giáo đoàn này, đừng dựa vào những vinh quang quá khứ. Các ngươi hãy nhớ lại xem mình đã đón nhận lời như thế nào. Hãy mang lời ấy ra thực hành, hãy thay đổi cuộc sống. Nếu các ngươi tiếp tục ngủ, ta sẽ tới như kẻ trộm. Giáo đoàn Laodicea, một giáo đoàn nguội lạnh. Sách Khải Huyền, chương 3, câu 14 đến 22. Ở đây, chúng ta nghe thấy lời khiển trách càng mạnh mẽ hơn. Ta biết tất cả về các ngươi. Ta biết rằng các ngươi không nóng, không lạnh. Các ngươi làm ta kinh tởm đến độ buồn nôn. Chúa từ chối sự tầm thường. Các thánh nói rằng đây là trạng thái nguy hiểm nhất trong đời sống thiêng liêng. Chúa Giê-xu muốn kéo chúng ta ra khỏi tình trạng ấy, nên Ngài mời gọi, hãy nghe Ngài, là đấng đang gõ cửa đời sống chúng ta. Các ngươi nói, chúng ta giàu có, chúng ta đã tạo được gia sản, chúng ta chẳng cần gì nữa, và các ngươi không thấy rằng mình thất bại, bất hạnh, nghèo nàn, mù quáng và trần trụi. Vì thế, hãy thay đổi cuộc sống và dấn thân bằng trọn sức lực của các ngươi. Trong số 7 giáo đoàn, Chúa Kitô phục sinh khiển trách 5 giáo đoàn vì thiếu tình yêu nồng nhiệt, vì thỏa hiệp, vì thờ thần tượng, vì ngái ngủ và vì nguội lạnh. Chỉ có 2 giáo đoàn không bị khiển trách là Smyrna và Philadelphia. Giáo đoàn Smyrna, một giáo đoàn bị bắt thải và nghèo. Sách Khải Huyền, chương 2, câu 8 đến 11. Chúa phục sinh khuyến khích giáo đoàn này trong lúc sầu khổ và thử thách. Ta biết rằng các ngươi bị bắt thải và sống trong lầm than, nhưng trong thực tế, các ngươi giàu có. Các ngươi đừng sợ, những đau khổ đang chờ đợi các ngươi. Ma quỷ chẳng bao lâu sẽ ném một số trong các ngươi vào tù
để thử thách các ngươi. Hãy trung thành dù phải chịu chết, như thế các ngươi được nhận lãnh triều thiên vinh quang. Giáo đoàn Philadelphia, một giáo đoàn bé nhỏ nhưng trung thành. Sách Khải Huyền chương 3, câu 7 đến 13. Nguyên tên của giáo đoàn này cũng là điều đầy ý nghĩa. Philadelphia nghĩa là tình huynh đệ. Đó là thành ngữ mà Tân Ước dùng để nói về tình yêu của các môn đệ đối với nhau. Chúa đã có một lời khích lệ dành cho giáo hội này. Ta đã mở ra trước ngươi một cánh cửa mà không ai có thể đóng nổi. Đây là một giáo đoàn bé nhỏ nhưng được Thiên Chúa yêu thương. Ta biết rằng ngươi không có nhiều sức mạnh, nhưng ngươi đã thi hành lời ta và đã không phản bội ta, vì thế ta sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta hãy xét và một vài yếu tố thường được nói đến trong các sứ điệp ấy. Ta biết công việc của ngươi, ta biết ngươi ở đâu, ta biết nỗi sầu khổ của ngươi. Chúa biết rõ về chúng ta. Khi thấu nhập vào đời sống chúng ta, bằng cái nhìn như ngọn lửa cháy, Ngài mời gọi chúng ta hãy xét lại tương quan của chúng ta với Ngài là đấng đầu tiên và cuối cùng. Trong mỗi giáo đoàn, đấng công chính tìm được lý do để ca ngợi, nhưng hầu như Chúa nói với tất cả các giáo đoàn, nhưng ta phải khiển trách ngươi. Đó là những lời quyết liệt. Chúa Kitô yêu thương một cách hết sức nghiêm chỉnh, nên không thể để cho các giáo đoàn nằm lì trong những yếu đuối của họ. Tiếng gọi hoán cải thật là liên lỉ, tha thiết, được nâng đỡ bằng tình yêu, tuy âm thầm nhưng luôn sinh động. Mỗi sứ điệp đều kết thúc bằng những lời này: ai có tai thì hãy nghe điều Thánh Linh nói với các giáo đoàn. Con đường hoán cải của chúng ta đạt được tột đỉnh và được hoàn tất trong sự lắng nghe Thánh Linh. Chúng ta là giáo hội của Ngài, phải hoàn toàn phó thác nơi Ngài. Chính Ngài sẽ ban ơn để chúng ta biết đáp trả hoàn toàn ơn gọi của mình và ban cho khả năng biết đọc ra được những dấu chỉ thời đại. Đó chính là mục đích của năm thánh. Tôi thiết nghĩ sứ điệp cuối cùng như lời tóm lược điều Chúa muốn nói với giáo hội của Ngài. Hãy là một giáo hội trung thành với tình yêu, trung thành với tin mừng, với luật yêu thương huynh đệ. Như thế ngươi sẽ làm chứng tá về sự hiện diện của Chúa. Ngươi sẽ tăng trưởng, sẽ sống và sẽ chiến thắng. Đây chúng con đầy lòng khiêm cung trước mặt Chúa. Có một kinh mà chúng ta thường đọc, đặc biệt trong những lúc hội họp, đó là kinh Ad Sumus Domine, cúi xin Chúa sáng soi. Kinh này được coi là của thánh Isidoro thành Sividia. Mỗi khi đọc kinh này, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải sống chân thật trước mặt Chúa. Đấng mà chúng ta thưa với Ngài,
Atsumus, này chúng con đây. Tôi dùng kinh này như một kinh cầu để thanh tẩy và đặt mình trong sự khiêm tốn. Chúng con ở trước mặt Chúa với gánh nặng của tội lỗi. Peccati quidem immanitate detenti. Chúng ta cảm thấy được khích lệ và giống như trong trò chơi xích đu, chúng ta có thể từ vực thẳm lầm than vọt lên đỉnh từ nhân của Thiên Chúa. Xin Chúa đến và ở giữa chúng con. Veni ad nos et esto nobis cum. Để tìm ra hướng đi, tìm được con đường ngay thẳng theo ý Chúa, chúng ta phó thác để cho Ngài dìu dắt. Xin dạy chúng con biết việc phải làm, cách làm và phải thi hành điều gì. Đâu là những tội lỗi và khuyết điểm mà chúng ta cầu xin được giải thoát nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần? Có lẽ đó là sự thiếu công chính trong việc làm của chúng ta, nếu chúng ta là những người làm xáo trộn công chính, perturbatores justitiae. Có lẽ đó là sự thiếu khách quan trong phán đoán và quyết định, thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề, thiếu quan tâm tới sự thật, thiếu thi hành sự phân biệt. Ước gì sự u mê dốt nát không đưa chúng con vào chỗ sa ngã. Có thể là sự mỏng dòn của con người làm cho chúng ta trở nên yếu nhược. Khi ngã theo những ân huệ nhận được, hoặc sợ hãi khúm núm trước cường quyền, phán đoán của chúng ta bị điều kiện hóa vì thái độ thiên vị, đến độ có nguy cơ bị mua chuộc. Tất cả những điều đó chúng ta nói lên trong tâm tình khiêm tốn, dù những lời này làm cho chúng ta khó chịu, để ân huệ không làm cho phải quỵ lụy, việc nhận quà cáp hoặc nhân sự không làm hư hỏng. Chúng ta được mời gọi tự vấn xem chúng ta có luôn luôn say mê sự thật và chân thành tìm kiếm nó bằng mọi cách, để không đi lệch đường ngay nẻo chính. Ut in nullo deviemus avero. Với một ước muốn duy nhất, trở thành những người giải thích và thi hành một cách hết sức trung thành thánh ý Chúa trong lời nói và hành động, để các quyết định của chúng con không đi ngược lời Chúa. Càng là bạn hữu và là tôi tớ của Chúa, chúng ta càng ý thức mình được chọn và được vinh dự phục vụ Chúa một cách đặc biệt trong giáo hội và cho thế giới, và đồng thời càng phải hăng say duy trì sự hiệp nhất, để chúng con được hiệp nhất trong Chúa. Ut simus in te unum. Như thế, chúng ta được lắng nghe bởi vì chúng ta hiệp nhau nhân danh Chúa, như lời Ngài đã hứa, trong danh Chúa họ kết hiệp nhau một cách đặc biệt. Và chúng ta sống trước nhan Chúa, hướng về Ngài như những người con rất yêu quý, như Chúa Giê-xu, bằng một kinh nguyện đơn sơ để chỉ có một mình Thiên Chúa soi sáng cho chúng ta những gì chúng ta phải nói và phải làm. Esto solus subrestor et effector judiciorum nostrorum. Với lòng tín thác vô biên, luôn được ơn thánh Ngài gìn giữ trong tình hiệp thông thực sự với Chúa, chúng ta khiêm tốn nài xin ơn Chúa, Ngài linh hoạt trong chúng ta. Junge nos tibi efficaciter solius tue gratiae dono. Được kêu gọi xét mình để làm một bản thống kết vào cuối thế kỷ và đầu ngàn năm mới, kinh Adsumus Domine nhắc nhở chúng ta về sự đổi mới liên lý trong khi làm việc cho Đức Thánh Cha và cho sứ vụ Phêrô của Ngài. Trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô cũng khuyên chúng ta, anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho những người hỏi anh em
lý do tại sao anh em hy vọng. Và hãy trả lời một cách tử tế và trân trọng với lương tâm trong sạch. Nếu trong mọi lúc chúng ta luôn hoàn toàn hướng về ơn gọi của mình, chúng ta có thể bước qua cửa thánh là Chúa Kitô hằng sống trong chúng ta và ở giữa chúng ta, với ước muốn sống như chính Chúa Giêsu đã sống vì Chúa Cha, và luôn được Thánh Linh thúc đẩy để luôn luôn và trong mọi sự thi thành thánh ý Chúa, để chúng con có thể làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Tôi muốn kết thúc bài suy niệm này với một lời và một kinh nguyện hy vọng. Tôi đã đến Melbourne bên Úc để giảng một cuộc tĩnh tâm. Tôi rất được an ủi khi đọc thấy trên tường lời hy vọng này. Không có vị thánh nào mà không có một quá khứ. Không có tội nhân nào mà không có một tương lai. Trước mặt Chúa, đấng tập hợp chúng ta đây, trong danh Ngài, quá khứ của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc lượng từ nhân của Ngài, và tương lai của chúng ta ở trong niềm trung thành bất biến của Ngài. Lời kinh hy vọng là điều Thánh Ambrosio gửi lên cho chúng ta. Thánh nhân là một mục tử đã cầu nguyện với Chúa Kitô, mục tử nhân lành, với những lời này: Vậy lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, hãy tìm kiếm tôi tới Chúa, tìm kiếm chiên lạc của Chúa. Hỡi mục tử, xin tìm kiếm như Giuse đã tìm những con chiên của ông. Chiên của Chúa còn lạc đường, bao lâu Chúa còn trì hoãn, còn dừng lại trên núi non. Xin Chúa hãy để lại 99 con chiên và lên đường tìm một con đang lạc lối. Xin hãy đến và đừng mang theo chó. Hãy đến và đừng đem theo những người làm thuê thô lỗ. Hãy đến và đừng dẫn theo người chăn thuê không biết đi qua cửa chính. Hãy đến không mang theo người trợ giúp, không người trung gian, vì từ lâu con vẫn đang chờ đợi Chúa đến. Con biết rằng Chúa sắp đến, nếu thực là con đã không quên giới lệnh của Ngài. Hãy đến mà đừng mang gậy gộc, trái lại với tình yêu thương và thái độ từ nhân khoan thứ. Lạy Chúa, là vị mục tử nhân lành, xin hãy đến để hoán cải và đổi mới chúng con. Giáo hội không bao giờ được canh tân một lần cho tất cả, nhưng cần được đổi mới mỗi ngày.